Zelensky quyền lực lung lay. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những cuộc tấn công UAV liều lĩnh của Ukraine đang là tâm điểm chú ý và nó buộc Nga phải tiến hành những động thái răn đe mới đối với toàn bộ thế giới phương Tây. Trong khi đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc không chỉ đe dọa tới lợi ích của Hoa Kỳ mà còn là của Nga. Vậy thì bối cảnh tình hình quốc tế trong những ngày qua đã thay đổi theo chiều hướng nào? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ăn miếng trả miếng giữa Nga và Ukraine. Vào tối ngày 30 tháng 8 tại vùng Bryansk, một nỗ lực tấn công khủng bố vào lãnh thổ Nga của chính quyền Kiev đã bị ngăn chặn. Theo các nguồn tin chính thức, hai UAV kiểu dáng Ukraine đã bị hệ thống phòng không tiêu diệt. Đây không phải là lần đầu tiên mà Bryansk bị nhắm tới trong vòng 24 giờ qua. Theo dữ liệu chính thức, thì các cuộc tấn công như vậy từ Ukraine đang trở nên thường xuyên hơn. Nhưng các hệ thống phòng không của Nga đã chứng tỏ được tính hiệu quả khi đánh chặn được hầu hết các mối nguy hiểm trên bầu trời. Hiện, mục đích của cuộc tấn công và loại UAV mà Kiev sử dụng vẫn chưa được xác định. Về phía mình, Nga cũng không chịu thua kém. Ngay trong đêm 30 tháng 8, còi báo động không kích đã vang lên khắp Ukraine và chính quyền Kiev thông báo rằng đây là đòn tấn công mạnh nhất của Nga vào thủ đô Ukraine kể từ mùa xuân năm nay. Theo các nguồn tin chính thức, nhiều mục tiêu khác nhau trong thành phố đã bị trúng đạn. Trong đoạn video do các nhà báo nước ngoài cung cấp cho thấy, có các cơ sở hạ tầng quan trọng nằm trong thành phố đã bị hư hại. Cũng cần phải lưu ý rằng vào ban đêm, các cuộc tấn công không chỉ nhắm vào Kiev mà còn hướng tới các khu vực khác của Ukraine, bao gồm cả vùng Odessa. Có rất nhiều các clip ngắn đã ghi lại tình hình hiện trường được các kênh truyền thông độc lập đăng tải. Sự thật về đòn tấn công vào Pskov. Trong video ngày hôm qua, chúng ta đã đề cập đến sự kiện vào đêm ngày 29 tháng 8. Sân bay Pskov đã bị hơn 20 máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Chúng đã đặt ra những câu hỏi rằng các UAV đó được phóng đi từ đâu? Bởi vì sân bay quân sự của Nga và biên giới Ukraine cách nhau tới 700 km và Kiev lại không sở hữu loại UAV hay là tên lửa nào có tầm hoạt động lớn đến như vậy. Hiện tại thì một số kênh truyền thông độc lập cho rằng dàn máy bay không người lái bay tới Pskov được phóng từ Estonia, một quốc gia thuộc NATO. Thông tin này hiện nay vẫn chưa được xác nhận, nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng Pskov nằm cách Estonia không xa và nếu máy bay không người lái được phóng từ lãnh thổ của quốc gia thành viên NATO, thì điều này sẽ khiến cho nước Nga phải hành động theo một cách hoàn toàn mới trên chiến trường. Nhưng mà câu chuyện đó dường như vẫn chưa dừng lại. Ukraine còn tiếp tục sử dụng các hành động khác để thử thách sự kiên nhẫn của người Nga. Vào đêm ngày hôm qua, đã có các báo cáo về cuộc tấn công bằng UAV vào 6 khu vực thuộc Nga, bao gồm sân bay Pskov làm 4 máy bay vận tải quân sự IL-76 bị hư hại, vùng Bryansk làm nhà máy vi điện tử Kremlin-L bốc cháy, vùng Kaluga khiến cho một kho chứa dầu bị tấn công. Ngoài ra còn có Moscow, Orion và Ryazan, cảng Sevastopol cũng bị tấn công. Như đã nói ở trên, các chuyên gia Nga cho rằng UAV của Ukraine bay đến Pskov vào đêm ngày 30 tháng 8 có thể được phóng từ các nước Baltic. Trên thực tế thì Anh và các nước Đông Âu cũng đang công khai làm mọi cách để khiêu khích Nga tấn công Baltic hoặc là Ba Lan nhằm tạo ra một cái cớ để thực thi điều 5 của Hiệp ước NATO. Theo chuyên gia quân sự cũng là biên tập viên tạp chí Arsenal of the Fatherland, Alexei Leonkov, không loại trừ khả năng rằng Kiev có thể đã tiếp cận một sân bay quân sự nằm tại Estonia. Hơn nữa, theo ông Leonkov thì các vệ tinh nước ngoài đã giúp cho Ukraine thực hiện phi vụ tấn công bất ngờ này. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng có lợi cho các nước NATO. Những nước này đang muốn xem, trong trường hợp có xung đột xảy ra leo thang và Nga tấn công họ, thì họ liệu có thể đáp trả Nga hay không? Như chúng ta đã biết, cú đánh ồ ạt vào sân bay quân sự Pskov là khá bất ngờ đối với Nga, bởi vì thành phố này nằm rất xa Ukraine. Cho nên nhiều người gọi cuộc đột kích là sự khởi đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây. Trong những ngày gần đây thì Ukraine đã tăng cường dùng các UAV để tấn công Nga. Họ đang phối hợp với trinh sát NATO để tìm ra những kẽ hở trong hệ thống phòng thủ của đối phương. Nhờ vậy mà NATO cũng có thể biết được hệ thống phòng không của Nga phản ứng như thế nào trước các cuộc tấn công bất ngờ. Hiện tại NATO và Ukraine đều đang phát triển các chiến thuật sử dụng lực lượng chung để chấn áp và tiêu diệt mạng lưới phòng không nhiều lớp của Nga. Đồng thời, thu thập các dữ liệu thống kê cần thiết để phát triển các biện pháp tấn công mới nếu sau này họ buộc phải chiến đấu nghiêm túc với Nga. Điều này xảy ra sau khi phương Tây nhận ra rằng Nga sở hữu một hệ thống phòng không được bố trí dày đặc và cũng hoạt động khá hiệu quả. Còn đối với Moscow, vụ tấn công bất ngờ vào Pskov rõ ràng là một cây gậy cảnh tỉnh. Thứ nhất là họ không thể chủ quan trước hành động của NATO và sự liều lĩnh của Ukraine. Thứ hai
Moscow cần phải chuẩn bị đối mặt với hàng loạt những cuộc tấn công tương tự như ở Pskov trong trường hợp NATO và Ukraine tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng không của Nga. Hiện tại thì các chuyên gia quân sự Nga đang tìm ra cách để nâng cấp hệ thống nhận diện và các hoạt động tác chiến điện tử. Còn nói về vụ tấn công vào sân bay quân sự Pskov, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ không đáp trả những hành động thách thức này. Bà ấy cũng lưu ý rằng máy bay không người lái của Ukraine sẽ không thể bay một khoảng cách xa và thực hiện một cuộc tấn công như vậy nếu như không có sự hỗ trợ thông tin từ các hệ thống vệ tinh của phương Tây. Mặc dù bà không nêu rõ phản ứng của Nga sẽ là gì, nhưng mà có thể Nga sẽ sử dụng máy bay không người lái và vũ khí dẫn đường chính xác một cách tích cực hơn nữa. Người ta vẫn nói với nhau rằng con hổ nhắm mắt thì không có nghĩa là ngủ. Do đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ rõ ra ai đang đứng sau. Những người Nga cũng đang kiềm chế hành động của mình. Và nếu như họ bị tiếp tục khiêu khích, thì những hành động tự vệ tiếp theo sẽ leo thang tới mức nào? Nước cờ dằn mặt Baltic. Vào đêm ngày 30 tháng 8, Ủy ban biên giới Belarus cho biết hai binh sĩ Latvia có vũ trang đã xâm phạm trái phép vào lãnh thổ Belarus tại trạm kiểm soát Grigorovchina. Khoảnh khắc này đã được camera an ninh ghi lại. Trong đó, hai người lạ mặt đã vượt qua đường phân định biên giới và đi dọc theo nó. Sau một khoảng thời gian thì những người này đã quay trở lại lãnh thổ Latvia. Các nhà chức trách đã thông báo với nước láng giềng về hành động xâm phạm lãnh thổ của hai binh sĩ nói trên. Trong bối cảnh đó, một đoàn tàu chở ít nhất 10 hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander-M đã đến Belarus từ bãi phóng tên lửa Kapustin-Yar của Nga. Người ta kỳ vọng rằng đây vẫn chưa phải là lần chuyển giao cuối cùng của loại vũ khí này tới Belarus. Lưu ý rằng Iskander-M là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất có khả năng mang theo nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Nó có tính cơ động cao và có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có. Việc này đã diễn ra ngay sau khi sân bay quân sự của Nga bị tấn công. Mặc dù Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng sẽ không đáp trả, nhưng cách mà họ bố trí Iskander-M ở một quốc gia có biên giới giáp với NATO cũng đủ khiến cho các nước trong liên minh ở Đông Âu phải giật mình. Hôm nay, truyền thông Anh Daily Mail đưa tin rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang phải xem xét khả năng đặt hai phi đội F-35 có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân trên đất Anh. Quốc hội Hoa Kỳ đã nhận được một yêu cầu ngân sách trị giá 50 triệu USD từ lực lượng không quân Hoa Kỳ để xây dựng ký túc xá cho các nhân viên phục vụ sứ mệnh bảo đảm tại căn cứ không quân Lackenhurst ở Suffolk. Thông tin này được đặc biệt quan tâm bởi vì trước năm 2008, chính căn cứ này cũng là nơi cất giữ 110 quả bom hạt nhân của Mỹ. Tài liệu sử dụng thuật ngữ sứ mệnh bảo đảm. Trong thuật ngữ quân sự Hoa Kỳ thì nó được áp dụng dành riêng cho vũ khí hạt nhân và có nghĩa là khả năng lưu trữ vũ khí hạt nhân an toàn và bảo mật. Tin tức về vụ việc vũ khí hạt nhân có thể quay trở lại đất Anh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng trên trường quốc tế. Động thái này có thể được coi là một nỗ lực của Mỹ và NATO nhằm củng cố vị thế của họ ở châu Âu trước những rủi ro địa chính trị ngày một lớn từ Nga. Việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của một đồng minh NATO không chỉ là một hành động quân sự mà còn là một hành động địa chính trị, có thể dẫn đến một số hậu quả. Tuy nhiên, gần như chắc chắn rằng Lầu Năm Góc sẽ cho rằng đây là đòn đáp trả việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Mâu thuẫn nghiêm trọng, Zelensky mắc bẫy. Kiev luôn mong lấy lại bằng được Crimea. Đối với chính quyền Kiev, đây là một kế hoạch cực kỳ quan trọng. Nó có thể mang tính quyết định cho việc tiếp tục kêu gọi hỗ trợ cho cỗ máy chiến tranh và cỗ máy tham nhũng mà ông Zelensky đang điều hành. Ấy thế nhưng, cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom rằng các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể chiếm lại Crimea, ngay cả trong trường hợp có sự can thiệp quân sự trực tiếp của tất cả các thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Chuyên gia này tuyên bố rằng ngay cả khi tất cả các nước NATO can thiệp ngay bây giờ thì họ cũng không thể chiếm được nó. Theo ông, bán đảo này có tầm quan trọng đặc biệt lớn đối với Moscow. Ông ấy cũng lưu ý rằng các hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga không cho phép Ukraine tấn công Crimea, ngay cả bằng vũ khí hiện đại của phương Tây, chẳng hạn như là HIMARS. Chưa cần biết liệu NATO có thể giúp được Ukraine lấy lại Crimea hay không. Nhưng, hai hôm nay thì người ta đang xôn xao bàn luận về mâu thuẫn trong quá khứ giữa Biden và Zelensky. The Guardian đã viết rằng, trước đây, cuộc gặp đầu tiên giữa hai người này đã biến thành một vụ bê bối thực sự. Tác giả viết rằng, trong một diễn biến có thể gây kinh ngạc ở Washington và Kiev, một cuốn sách mới được háo hức chờ đợi cho biết, Volodymyr Zelensky đã đánh bom cuộc họp đầu tiên tại phòng bầu dục với ông Joe Biden. Hai người này được cho là đã không thể thiết lập được một mối quan hệ bởi vì yêu cầu gia nhập NATO của nhà lãnh đạo Ukraine và những phân tích vô lý về động lực của liên minh khiến cho Tổng thống Mỹ tức giận. Zelensky coi ông Biden là một chính trị gia yếu đuối
kể từ khi mà Tổng thống Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Nga liên quan đến việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 trước cuộc gặp của họ. Đồng thời, bản thân ông Biden cũng không đánh giá cao nhà lãnh đạo Ukraine, đặc biệt vì mối quan hệ thân thiện của ông này với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz. Ngay cả những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông Zelensky trong chính quyền ông Biden cũng đồng ý rằng ông ấy đã thể hiện quá mức. Người ta cũng nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã không thành công trong việc tìm kiếm một cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một thời gian dài. Việc ông Zelensky đi tìm gặp đối thủ số 1 của ông Biden rõ ràng là một sự xúc phạm đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Cho nên là cách ngoại giao không khéo léo của ông Zelensky đang tự đẩy ông ta vào một cái bẫy mà người kéo sập bẫy lại chính là ông ta. Điều gì sẽ xảy ra khi mà hết lần này tới lần khác, Zelensky quên mất vị trí của mình trong các cuộc đối thoại với những ông chủ phương Tây và tự làm mình bị thất sủng? Đại tá quân đội Mỹ Larry Wilkerson đã bày tỏ rằng: "Tôi nghĩ ông Zelensky và đoàn tùy tùng của ông ấy đã mắc bẫy. Họ không thể rút lui bởi vì điều này sẽ dẫn đến việc phế truất nguyên thủ quốc gia hoặc phiên tòa xét xử ông ta. Cách duy nhất để thay đổi tình hình ở Ukraine là thông qua một cuộc đảo chính quân sự. Điều này sẽ làm giảm thiểu số lượng lớn người phải chết." Wilkerson cũng tin rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây khác của Ukraine sẽ cố gắng đảm bảo thời điểm này đến càng muộn càng tốt. Ông Wilkerson nói tất cả những điều này trên kênh YouTube Dialogue Work. Bản đồ chủ quyền của Trung Quốc khiến người Nga bất ngờ. Trang web dịch vụ bản đồ tiêu chuẩn của chính phủ Trung Quốc gần đây đã xuất hiện một bộ bản đồ địa lý mới được phê duyệt chính thức cho năm 2023. Trên các bản đồ này, đảo Bosoi Urusiki hoàn toàn nằm trong vùng lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Mặc dù, theo phân định biên giới Nga-Trung từ năm 2005, nó được chia thành hai phần, một phần thuộc Nga và một phần thuộc về Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Liên đoàn Grigory Karasin kêu gọi không đưa ra một kết luận vội vàng và nói rằng không có tuyên bố chính thức nào từ cả hai phía về vấn đề này. Ông Karasin nhấn mạnh, Nga và Trung Quốc duy trì một mối quan hệ hữu nghị và tích cực. Theo ông, điều này sẽ giúp làm rõ mọi chi tiết của vấn đề. Ông ấy nói rằng, mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc cho phép chúng tôi tìm hiểu lý do tại sao điều này xảy ra. Lý do dẫn đến điều này là gì? Nền tảng khoa học là gì? Và quan trọng nhất là tính hợp pháp của hình ảnh như vậy là gì? Sự cố này đã đặt ra một câu hỏi về tình trạng hiện tại của quan hệ Nga-Trung và khả năng xảy ra căng thẳng giữa hai nước. Mặc dù vậy, ông Krasin vẫn tự tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao. Ông ấy nói thêm, chúng ta hãy chờ đợi và đừng vội kết luận. Bất chấp vụ bê bối đang xảy ra, Trung Quốc đã không phản ứng trước tình huống này và không có một thay đổi nào trên bản đồ. Không chỉ vậy, gần đây thì ảnh hưởng địa chính trị của Trung Quốc ngày càng gia tăng ở Mỹ Latinh. Mà châu Mỹ Latinh lại là khu vực có tiềm năng kinh tế và chính trị to lớn. Tại đó, Mỹ và Liên Xô cũng từng tranh giành quyền ảnh hưởng không mệt mỏi trong suốt thời chiến tranh lạnh. Ban đầu, đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì khu vực này chưa bao giờ được đưa vào các lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Nhưng mà trong những thập kỷ gần đây, sự quan tâm của Bắc Kinh đối với khu vực này đã tăng lên rõ rệt cùng với tầm quan trọng càng ngày càng tăng của Trung Quốc trên trường quốc tế. Sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế đòi hỏi Bắc Kinh phải tìm kiếm các thị trường mới cho các sản phẩm xuất khẩu, cũng như tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản. Và tất cả những điều đó đều có rất nhiều ở quốc gia châu Mỹ Latinh. Và một nguyên nhân quan trọng thứ hai khiến cho Trung Quốc tăng cường chính sách trong khu vực đó là mong muốn giảm bớt sức ảnh hưởng của Đài Loan. Bởi vì ở Mỹ Latinh có rất nhiều nước có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc. Trong những năm gần đây thì Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ Latinh. Khối lượng thương mại song phương vào năm 2022 đã vượt quá 470 tỷ USD. Trung Quốc đã trở thành đối tác quan trọng nhất trong một số lĩnh vực, không chỉ là ở việc cung cấp hàng hóa mà còn là thị trường cho các sản phẩm của Mỹ Latinh. Trong mối quan hệ này thì lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất vẫn là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Nam Mỹ của các công ty Trung Quốc. Nguyên nhân là vì, thứ nhất, Trung Quốc muốn đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng của các nước Mỹ Latinh có thể phục vụ liên tục cho các luồng thương mại và nguyên liệu thô từ khu vực này đến Trung Quốc cũng như là chiều ngược lại. Thứ hai, vì các dự án xây dựng sẽ luôn luôn đi kèm với các khoản vay dài hạn. Đây sẽ là một đòn bẩy quan trọng của Trung Quốc trong khu vực. Nói thẳng ra, Bắc Kinh đang muốn tạo ra những bẫy nợ mới ở đây. Thứ ba, cơ sở hạ tầng được xây dựng theo tiêu chuẩn Trung Quốc, thiết bị xây dựng là do Trung Quốc sản xuất. Như vậy, tiêu chuẩn xây dựng và công nghệ của Trung Quốc sẽ được phổ biến trong khu vực. Và điều này về lâu về dài sẽ định hướng cho nhân viên kỹ thuật địa phương sử dụng các thiết kế và công nghệ của Bắc Kinh. Thứ tư, do các công ty Trung Quốc sử dụng lao động, thiết bị và nguyên vật liệu từ Trung Quốc, nó góp phần tăng cường sức mạnh cho các thành tố bên trong nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm cả lĩnh vực tài chính. Do đó, chính quyền Trung Quốc sẽ giảm bớt được tình trạng cạnh tranh nội địa, đảm bảo sự phát triển ổn định của ngành xây dựng.
Phát triển ngành xây dựng thì cũng kích thích sự phát triển của các ngành công nghiệp khác. Các chuyên gia phương Tây thường coi chính sách như vậy là một chủ nghĩa thực dân kiểu mới và họ luôn muốn khơi dậy một làn sóng chống Trung Quốc ở các nước đang phát triển để chống lại chính sách thực dân kiểu mới này. Như vậy, Trung Quốc đã trở thành một thành viên mới trong cuộc cạnh tranh địa chính trị ở Mỹ Latin, vốn trước đây chỉ có Nga và Mỹ. Thực chất thì việc Trung Quốc có chỗ đứng ở đây không phải là vì sự tin tưởng hay là một sự đảm bảo nào. Đơn thuần là khu vực này cần những thứ mà Trung Quốc có và họ có thể đáp ứng trong khi Mỹ thì không muốn cung cấp, còn người Nga thì lại chưa thể làm điều đó. Cho nên, cuộc tranh giành quyền ảnh hưởng ở khu vực này, nếu chiến thắng thuộc về Nga hay là Trung Quốc thì đều là mối lo ngại đối với Mỹ. Nhưng mà với mối quan hệ Trung-Nga hiện tại, nó vẫn luôn tồn tại những hoài nghi. Tất nhiên cũng không dễ dàng với Nga trong việc làm bạn với ông hàng xóm lưu manh và có nhiều thủ đoạn như Trung Quốc. Việc Trung Quốc cho ra mắt bản đồ tuyên bố chủ quyền của mình, trong đó có cả phần lãnh thổ của Nga cùng với sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Mỹ Latin, sẽ càng khiến cho Moscow thận trọng hơn trong mối quan hệ đầy hoài nghi này. Trên thực tế, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng không thể tin tưởng, thậm chí phải cực kỳ đề phòng khi trở thành đối tác với Trung Quốc. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.